Sáng 13 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng, trong đó có 5 hot girl, để củng cố hồ sơ xử lý do có liên quan đến ma túy. Trước đó, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 11 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, thì phát hiện 11 đối tượng, 5 hot girl và 6 nam đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 túi ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, một túi ni lông chứa nhiều viên nén màu xanh và một đĩa có chứa tinh thể màu trắng, cùng nhiều vật dụng có liên quan cho việc sử dụng tiệc ma túy và bay lắc. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khai nhận tinh thể và viên nén tại hiện trường đều là ma túy. Đối tượng và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.